suy tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, thậm chí là đột tử, biến chứng về tiêu hóa, phì đại tràng, vân vân, đều là những biến chứng đáng sợ của căn bệnh Chagas gây ra. Căn bệnh này được lây truyền qua một loài bọ nhỏ bé. Chúng là ai? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu nhé! Bọ xít hút máu người là một loài bọ xít thuộc chi Triatoma, trong họ bọ xít bắt mồi. Chúng còn được biết đến với cái tên bọ sát thủ. Nghe thôi đã thấy loài này nguy hiểm thế nào rồi phải không? Bọ xít hút máu người rất dễ nhận biết so với các loài bọ xít thông thường. Loài này màu nâu sẫm, dài từ 1 đến 3,5cm, tùy thuộc vào con non hay trưởng thành. Phần bụng của chúng dẹp, có sọc vàng cam ở rìa thân. Bọ xít hút máu người có vòi ngắn, cong, chia làm ba đốt rất khỏe. Đây chính là thứ vũ khí mà loài bọ này dùng để chích và hút máu con mồi. Loài này phát triển mạnh mẽ vào mùa hè. Những nơi ẩm thấp, tối tăm và bẩn thỉu chính là thiên đường đối với loài này. Theo các chuyên gia, chúng thường trú ngụ ở dưới giường, đệm, tủ, các khe nứt trong nhà. Thông thường, bọ xít hút máu hoạt động chủ yếu vào ban đêm, từ 1 đến 3 giờ sáng và bị thu hút đặc biệt bởi mùi ammoniac, axit carboxylic từ da, tóc hay mồ hôi của động vật. Chúng thường đẻ trứng vào mùa hạ. Loài vật này đẻ trứng trong các khu vực ẩm thấp và tối tăm. Trứng bọ xít hút máu nhỏ, màu trắng ngà hay hồng nhạt. Mỗi lứa, bọ xít cái sẽ đẻ từ 150 đến 200 trứng. Sau khoảng 16 đến 18 ngày, trứng sẽ nở ra bọ xít non. Thời gian sinh trưởng và phát tán của loài bọ xít này thường bắt đầu từ tháng 6 tới tháng 8. Chúng cũng có thể xuất hiện từ tháng 5 và kéo dài tới tháng 9. Đúng như cái tên bọ xít hút máu, thức ăn chính của chúng là máu của các loài động vật có xương sống như các loài gia súc và thậm chí là cả con người. Khi tiếp cận con mồi, bọ xít hút máu dùng hai chân trước rất khỏe bám chặt vào da, đâm vòi, đồng thời tiết dịch nước bọt gây tê lên đối tượng. Bọ xít thường hút máu ở mặt sau cánh tay trong tư thế treo lơ lửng nên rất khó để phát hiện. Thời gian hút máu của loài này là từ 14 đến 15 phút. Như đã nói đến ở trên, loài vật này là trung gian truyền bệnh Chagas hay còn được gọi là bệnh giun đầu gai ở Mỹ do nhiễm ký sinh trùng đơn bào. Đây là căn bệnh giết chết 30 đến 50.000 người mỗi năm với những biến chứng rất đáng sợ, bệnh lý cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, thậm chí là đột tử. Giãn cơ tim sẽ khiến tim không thể bơm máu tốt. Các biến chứng về hệ tiêu hóa như phì đại thực quản, phì đại đại tràng dẫn đến khó ăn uống và đại tiện. Ký sinh trùng bệnh này có thể tồn tại trong cơ thể hàng chục năm rồi đột ngột tái phát. Các chuyên gia khuyến cáo hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu điều trị những vết đốt của bọ xít hút máu. Cách tốt nhất khi bị đốt là nhanh chóng rửa sạch vết thương. Và đặc biệt, tuyệt đối không nên đánh hay giết chết loài này bằng tay không, bởi việc này có thể khiến cơ thể bạn vô tình nhiễm ký sinh trùng. Bọ xít hút máu đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên, loài ở Việt Nam không giống với loài truyền bệnh ở châu Mỹ. Chúng chỉ gây khó chịu và phiền toái trong đời sống sinh hoạt, chứ không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, trừ khi người ta sơ cứu không đúng cách gây ra biến chứng. Tuy là vậy, nhưng các bạn cũng không nên chủ quan trước loài vật này nhé! Các bạn thấy sao về loài bọ hút máu này? Các bạn muốn chúng mình làm về chủ đề gì thì đừng ngại để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Do thời gian có hạn nên video hôm nay phải dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!